Lần này mình nhất định phải đào bằng được tiền của cái tên khờ khạo đó. Chào. Ủa, em anh. Xin lỗi em tới trễ quá. Dạ không sao đâu, em cũng mới tới à. May quá. Ui, cô là ai? Anh hãy cẩn thận với cô gái này, kẻo tiền mất tật mang đó. Cô ta muốn đào mỏ. Cô là ai? Tại sao cô này nói như vậy? Ý cô là sao? Em với cô ta quen nhau à? Không có, em đâu có quen cô ta đâu. Vậy tại sao cô ta lại nói như vậy? Em đào mỏ nè. Tôi là Rinsy, có năng lực nghe được suy nghĩ của người khác và khả năng tốc biến. Các bạn đừng nghĩ tôi quá dị với loài người, vì thực tế tôi không phải là người thuộc trái đất này. Tôi là công chúa của hành tinh Sky huyền bí. Cách đây 25.000 năm ánh sáng, tôi đã đến trái đất này được gần 300 năm và sống như một con người rồi. Đi đứng kiểu gì vậy trời? Chắc lại là một fan girl nhận ra mình rồi. Ngụy trang kỹ như vậy rồi mà cũng nhìn ra được. Người gì mà ảo tưởng dữ vậy trời? Này cô kia, nếu như muốn xin chữ ký thì đưa đây tôi ký cho. Ủa, cô là chủ nhà hả? Trời, nãy giờ mà tôi cứ tưởng là fan cuồng. Chào cô, tôi là Gia Long, thuê nhà của cô á. Anh ta là Gia Long, 25 tuổi, cao 1m81, hiện đang là diễn viên nổi tiếng. Trong gia đình là con một duy nhất nhưng theo nghệ thuật nên bị gia đình đóng băng tài sản. Còn con đường nghệ thuật đang lên thì bỗng vướng phải scandal vì bị nghi ngờ sử dụng chất kích thích. Đúng là hết thuốc chữa. Nói gì vậy? Không có gì. Ờ. Mà phòng tôi ở đâu vậy? Từ nay anh sẽ ở căn phòng đó. Có sạch không nó? Chỉ cần anh không ở dơ thì mọi thứ đều sẽ sạch. Người gì đâu mà cọc tính khó ư? Không biết ở chung có hợp không nữa. Nếu mà anh cảm thấy không ở chung hợp được á thì bây giờ có thể ra khỏi đây. Sao cô ấy hiểu được? Mình đang nghĩ gì vậy ta? Không muốn người khác biết á thì đừng có nói xấu người ta dù chỉ là trong suy nghĩ. Tôi đi ra ngoài có chút việc. Anh ở nhà, đừng có mà tay máy tay chân vào đồ đạc của tôi đó. Tính ra nhìn cũng xinh. Mỗi tội hơi cọc tính. Mà xinh thì có thể bỏ qua hết. Wow, nhìn như vậy mà cũng toàn đọc sách tri thức không ta. Ui, ui, có cả quyển này nữa hả? Ủa, sao như ma vậy? Sau đó này cô nói đi ra ngoài rồi mà sao cô tự nhiên về nhanh nữa? Bỏ nguyên sách về chỗ cũ. Không phải chỗ đó. Hàng đầu tiên từ trái qua ngăn thứ hai vị trí thứ tư. Câu này đọc sao la? Trời. Shoot Sweet lamu lamu sweet. Sweet lamu lamu sweet. Câu đó có nghĩa là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Wow, sao cô đọc nghe hay quá vậy? Cô biết ở hàng mấy không? Hàng thứ 12, trang 159, thuộc chương 5. Ui, đúng luôn rồi nè. Chắc cô phải đọc quyển này nhiều lần lắm rồi hả? Một lần duy nhất. Vậy còn quyển
Casa Vũ Trụ có câu chống lại thực nghiệm của phái 259. Sao hay vậy ta? Vậy còn câu chàng đang không nói được rồi. Không đọc nữa thì đưa đây. Ê, đọc mà. Trời hơi nóng, chắc tôi đi tắm cái. Đi tắm cầm sách hay là chị? Cầm sách hay rồi đọc? Tắm sao đọc? Ê, sao có người cầm sách ngược để đọc kìa? Sao hay vậy? Quite sure of myself or anyone else, but here I am with you. Ồ, xin chào. Cậu Kiếm ai? Lazy có nhà không? Lazy hả? Đi rồi, 5 tiếng nữa mới về. Đứng đợi đi, không thì mai gặp. Hả? Anh Huy mới tới hả? Ừ. Anh mới tới. Nghe cậu bạn này nói, anh tưởng đâu lần này là không có cơ hội gặp em đấy chứ. Qua này, dành tặng cho người đẹp nha em. Cảm ơn anh. Tặng hoa giả. Cô gái mà tặng hoa giả vậy. Anh đừng quan tâm anh ta. Vô nhà đi. Tặng hoa đồ, mời vô nhà chơi. Chắc thần. Anh uống nước đi. Ê, để tôi nói cho anh nghe nha. Nước của nhà này toàn là phèn quá. Anh uống mà bị đau bụng thì đừng có nói gì nha. Muốn uống đi ra ngoài uống. Thôi đi Gia Long. Anh đi vô trong một xíu cho tôi nói chuyện được không? Tôi đang là bảo vệ cho cô mà. Khỏi. Tôi không cần. Anh lo cho bản thân anh trước đi. Ờ, muốn làm gì làm. Ở đây mà có chuyện gì á thì phải nhớ la anh nha. Kenzi à, em cho anh cái hẹn thân mật với em được không? Tối nay em bận. Em cứ bận. Lần nào hẹn em thì em cũng bận. Em tưởng anh không biết em đang trốn tránh anh ở DC. Đâu phải em không biết tình cảm anh dành cho em như thế nào đâu. Nếu mà anh đến đây chị đã nói như vậy á thì mời anh về cho. Kenzi à, là cái tên này không có uy tín chút nào à. Thôi, để xin nói về, về đi. Có lẽ hôm nay không tiện, anh về trước. Lần tới lại tới thăm em. Người anh em, chúng ta còn gặp nhau nữa đó. Dạ Long, đang tiễn khách giùm tôi. Tôi á? Không lẽ tôi? Ok. Không lẽ công chúa Kenzi là tôi đây. Công chúa Kenzi là tôi đây.
Cứu tôi với. Ở đây là ở đâu vậy? Mấy người lại, thả tôi ra.